Thì mình xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại quay trở lại với những diễn biến tiếp theo tại sân bóng đá Bạch Đằng, thị trấn thứ ba huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, để theo dõi những diễn biến của trận đấu đích của bảng A. Sau khi trận đấu này kết thúc, chúng ta sẽ còn một trận đấu cuối cùng ở vòng đấu bảng thuộc khu vực bảng B. Đó sẽ là cuộc cạnh tranh quyết định ngôi đầu bảng giữa các thủ thị xã Cà Mau và đội bóng FC anh em Hậu Giang. Tập hợp tiền thưởng có thể giành quyền đi tiếp. Cú đá chân khá nguy hiểm, tình huống đầu người cản phá xuất sắc của thủ thành bên phía đội bóng Hoàng Hưng. Tình cờ rất công cho pha ra chân của Tuấn Cầm. Được xem là không đẩy nữa, một cơ hội trở lại với các thủ bên phía đội bóng Hoàng Hưng không đâu. Hai pha dứt điểm liên tiếp nhưng không có bàn thắng, quá đáng tiếc cho cơ hội vừa rồi và người bỏ lỡ là vị trí của Đỗ Hiếu. Đỗ Hiếu đã có những cơ hội để có thể mở tỷ số dành cho Hoàng Hưng FC. Rất quyết liệt. Nguy hiểm, không được, bóng vừa đi cắt ngang bằng khung thành mà không có một điểm chạm cần thiết để đưa bóng vào lưới. Xin đăng tiếp cho tạm phát kiến thương, họ để lỡ cơ hội tốt nhất để mở tỷ số của trận đấu này. Chúng ta cùng xem lại cơ hội vừa rồi và áp sát vào của Hoàng Trọng, Tuấn Cảnh lại hơi giật mình. Cú chạy bóng, pha đánh đầu sức nguy hiểm, tình huống bật rất cao của Tuấn Cảnh nhưng pha dứt điểm vẫn chưa thể mang về bàn thắng vào tỷ số. Vẫn là những sự chủ động của các thủ tạm phát kiến thương, áp lực buộc phải thắng. Bàn thắng mở tỷ số bất ngờ đến với các cầu thủ bên phía đội bóng Hoàng Hưng. Một pha dứt điểm của cầu thủ mang số 22 Đỗ Hiếu. Và pha ghi bàn nó là một cú đá khẽ chạm vào hàng rào, đổi hướng khiến cho thủ thành Trần Cầm đã phải hoàn toàn bó tay. Thì có 7 điểm trong tay. Không được, pha đưa bóng của Đỗ Hiếu, bóng ra đi không chính xác. Tất nhiên bóng không đến được với vị trí của số 91. Và đội bóng hút tới vị trí của thành phố. Một cơ hội nữa, xin chúc nữa thì có bàn thắng nhân đôi cách biệt dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Hoàng Hưng FC. Vẫn là những pha phản công cực kỳ sắc sảo, không cần cầm bóng nhiều, nhưng mỗi khi có bóng thì các cầu thủ Hoàng Hưng luôn tạo ra được những pha bóng cực kỳ sóng gió. Chuyền đi Bala đã khá nguy hiểm, bóng lại khẽ chạm vào khung vòng. Xin chúc nữa thì đã có bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ Hoàng Hưng. Cơ hội đá phạt với pha xử lý của Chuyền đi Bala quan trọng cho cả hai bên. Họ trực tiếp tới việc cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Vì hai đội bóng là đối thủ trực tiếp của nhau và đã có một siêu phẩm nữa dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Và đó cũng là pha ghi bàn cuối cùng trong hiệp đấu thứ nhất này. Tỷ số đã là 2-0 dành cho các cầu thủ Hoàng Hưng. Chúng ta hãy cùng chuẩn bị theo dõi lại tình huống ghi bàn vừa rồi của cầu thủ mang chiến cáo số 13 vị trí của Trung Tấn.